chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá mới nhất ngày 3 tháng 9 năm 2021. Huấn luyện viên Ả Rập Xê Út, tôi đã nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam, nhưng không nghĩ lại bị thủng lưới sớm. Tôi rất vui với màn trình diễn của các cầu thủ Ả Rập Xê Út trong trận đấu hôm nay. Họ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về đội tuyển Việt Nam, nhưng không nghĩ phải nhận bàn thua sớm như vậy. Tất nhiên, điều này là một phần tạo nên sự hấp dẫn của bóng đá, huấn luyện viên Hervé Renard nói trong buổi họp báo sau trận. Tiếp đó, vị chiến lược gia người Pháp dành lời khen ngợi đến những cầu thủ đã ghi bàn, giúp cho Ả Rập Xê Út có được chiến thắng 3-1 trước tuyển Việt Nam. Tuy vậy, huấn luyện viên Hervé Renard cũng nhấn mạnh rằng kết quả ở lượt trận đầu tiên chưa đem lại những đánh giá chuẩn xác nhất. Ông nói, con đường đến với World Cup 2022 còn rất dài. Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu thôi. Còn nhớ 4 năm trước, Nhật Bản đã thua trận mở màn vòng loại thứ 3, nhưng rồi sau đó họ vẫn giành được vé tới World Cup. Vì thế, rất khó để đánh giá mọi thứ chỉ sau lượt trận đầu tiên. Kết thúc phần họp báo, huấn luyện viên của Ả Rập Xê Út đưa ra phản hồi về những tranh cãi với huấn luyện viên Park Hang-seo. Từ việc ông ấy không bắt tay tôi sau trận đấu, rồi biện minh rằng vì tôi không chấp nhận việc họ phản ứng với trọng tài nên mới xảy ra lời qua tiếng lại, đó đều là chuyện của huấn luyện viên tuyển Việt Nam, không phải vấn đề đối với tôi. Sở dĩ tôi phản đối cách họ gây áp lực lên trọng tài là bởi không phải một, mà có tới 3 người lao tới để phản ứng trọng tài, huấn luyện viên Hervé Renard nói. Tin tiếp theo báo Thái Lan, chơi thiếu người, đội tuyển Việt Nam không chịu nổi sức ép. Truyền thông Thái Lan tỏ ra khá đáng tiếc cho thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Saudi Ả Rập. Theo họ, giá như Duy Mạnh không nhận thẻ đỏ và tuyển Việt Nam không bị phạt đền, kết quả đã khác. Gần như ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Siam Sport của Thái Lan buông dòng cảm thán, thẻ đỏ thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ với 10 người, tuyển Việt Nam không thể chống chịu nổi sức ép bị Ả Rập Xê Út thắng ngực trong hiệp 2. Còn trong phần nội dung, tờ Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết, Nguyễn Quang Hải đưa những ngôi sao vàng, biệt danh mà truyền thông quốc tế dành cho đội tuyển Việt Nam, vượt lên dẫn trước ngay từ đầu trận. Nhưng hiệp 2 chứng kiến bước ngoặt khi tuyển Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người và chịu thất thủ trước đối phương. Ả Rập Xê Út ghi 3 bàn trong hiệp 2, hoàn tất màn rượt đuổi bằng chiến thắng 3-1, thu về 3 điểm trong trận đấu mở đầu của họ ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tờ Siam Sport viết thêm. Rồi tờ báo của Thái Lan miêu tả kỹ về bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước trong trận đấu này. Siam Sport tường thuật, hiệp 1 mới diễn ra chỉ 3 phút, những ngôi sao vàng đã khiến khán giả chủ nhà sửng sốt với bàn thắng dẫn trước 1-0. Từ pha bóng thiếu nhịp nhàng của hậu vệ Saudi Ả Rập, bóng đến chân Nguyễn Quang Hải ở khoảng cách 18m và cầu thủ này sút ghi bàn đẹp mắt. Đội bóng của những triệu phú dầu mỏ sau bàn thua đã tràn sang phần sân đối phương, nhưng khi hiệp 1 kết thúc, Ả Rập Xê Út vẫn bị tuyển Việt Nam dẫn trước 1, vẫn là tường thuật trên tờ Siam Sport. Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất hay, dẫn trước trong hiệp 1 và theo nhận định của truyền thông Thái Lan, nếu không có quả phạt đền và thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ dành cho Duy Mạnh trong hiệp 2, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Tờ Siam Sport cho biết, phút 52, Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vùng cấm địa, trọng tài tham khảo công nghệ VAR và cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Cộng thêm việc Duy Mạnh bị đuổi khiến tuyển Việt Nam chỉ còn 10 người. Ả Rập Xê Út sau đó đánh bại đội tuyển Việt Nam 3-1 để có 3 điểm, vươn lên bằng điểm với Oman và Australia. Những đội bóng cũng được đánh giá là mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, tờ Siam Sport thông tin thêm. Ở lượt đấu thứ 2 tại bảng B, diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Australia trên sân nhà Mỹ Đình, còn Ả Rập Xê Út sẽ làm khách trên sân của Oman. Báo Saudi Ả Rập nói gì sau khi đội nhà chiến thắng tuyển Việt Nam? Nhiều tờ báo của Ả Rập Xê Út đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ả Rập Xê Út được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022. Dù vậy, đại diện Tây Á trải qua trận đấu vô cùng khó khăn. Thậm chí, Ả Rập Xê Út đã bị đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3 với pha lập công của Quang Hải. Mặc dù vậy, bước ngoặt trận đấu đã diễn ra ở phút 54. Trọng tài đã cho Ả Rập Xê Út hưởng quả phạt đền và rút thẻ vàng thứ 2 choắt quyền thi đấu Duy Mạnh. Việc được thi đấu hơn người giúp Ả Rập Xê Út đã liên tiếp có được 3 bàn thắng để giành chiến thắng với tỷ số 3-1 với các bàn thắng của Salem Al-Dosari, Al-Sahani và Saleh Al-Sayi. Trận thua này thực sự đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam khi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu kiên cường cho tới khi Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu. Trong khi đó, báo giới Ả Rập Xê Út tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng trong trận ra quân. Tờ Quora có bài viết Ả Rập Xê Út trừng phạt đội tuyển Việt Nam bằng 3 bàn thắng. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh, sai lầm của hậu vệ Abdullah Madu ở phút thứ 4 đã khiến Ả Rập Xê Út hứng chịu bàn thắng sớm sau cú dứt điểm của Quang Hải. Không những vậy, sau đó, Ả Rập Xê Út còn hứng chịu tổn thất khi Abdullah ổ tay phụ dính chấn thương. Mặc dù vậy, bằng sự bền bỉ của mình, đội bóng của huấn luyện viên Hervé Renard đã lật ngược thế cờ thành công trong hiệp 2. Bước ngoặt là tình huống hậu vệ Duy Mạnh dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Sau đó,
trọng tài đã theo dõi VAR và quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ này. Kể từ đó, cánh cửa mở ra với Saudi Ả Rập. Họ đã liên tiếp có được 3 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam một cách dễ dàng. Tờ Al Arabiya giật tít, Ả Rập Xê Út khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh rằng Ả Rập Xê Út đã chiếm lĩnh thế trận trong suốt trận đấu với sức ép khủng khiếp. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Tấn Trường và hàng thủ đội tuyển Việt Nam khiến Ả Rập Xê Út không tài nào xuyên thủng mảnh lưới trong hiệp 1. Thế nhưng, việc Duy Mạnh bị đuổi khỏi sân và đội tuyển Việt Nam chịu phạt đền đã khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể ngăn nổi sức tấn công như vũ bão của đội bóng Tây Á. Tờ Osat cho rằng đội tuyển Ả Rập Xê Út đã gặp chút khó khăn khi để Quang Hải ghi bàn mở tỷ số sớm cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, tiếng nói của đẳng cấp của giúp đội bóng này lội ngược dòng thành công. Ả Rập Xê Út đã xuất sắc lật ngược thế cờ trước đội tuyển Việt Nam là dòng tít xuất hiện trên tờ Al Bayan. Họ khẳng định Ả Rập Xê Út đã có khởi đầu hoàn hảo ở vòng loại World Cup 2022 với chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này cũng tự tin cho rằng mục tiêu giành vé dự World Cup 2022 của Ả Rập Xê Út là hoàn toàn khả thi. Sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, Ả Rập Xê Út đang tạm xếp thứ hai bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Họ đang có cùng 3 điểm như Australia nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 5 bảng đấu này khi chưa có điểm nào. Cầu thủ Ả Rập Xê Út thừa nhận đã bị sốc với siêu phẩm của Quang Hải. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tư thế cửa dưới. Cho nên, bàn thắng sớm của Quang Hải như dội một gáo nước lạnh vào các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Tuyển Việt Nam đã chơi rất hay trong hiệp 1 trong trận gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út. Dấu ấn lớn nhất mà đoàn quân áo đỏ tạo ra là siêu phẩm của Quang Hải ở ngay phút thứ 3. Abdul Ilah Al-Omari, một trong những cầu thủ ở hàng phòng ngự đội tuyển Ả Rập Xê Út sau trận đấu thừa nhận rằng siêu phẩm từ sớm của Quang Hải đã khiến anh và các đồng đội gặp lúng túng. Huấn luyện viên đã chỉ đạo chúng tôi tăng cường thực hiện các đường truyền vào phần sân đối phương. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra bất ngờ cho chúng tôi với bàn thắng từ khá sớm. Hàng phòng ngự của họ cũng đã chơi tốt trong khu vực vòng cấm địa. Họ có một phong cách thi đấu riêng biệt. Tương tự với người đồng đội của mình, trung phong Saleh Al-Sayy cũng bị bất ngờ với bàn thua ngay ở những phút đầu trận. Bàn thắng sớm của tuyển Việt Nam vào lưới tuyển Ả Rập Xê Út là một cú sốc với các cầu thủ của chúng tôi. Al-Sayy đã có một trận đấu không quá hay khi đã bị hàng thủ của tuyển Việt Nam tạo ra nhiều khó khăn. Trong 5 tình huống tranh chấp trên không, tiền đạo số 11 của Ả Rập Xê Út thua cả 5 theo số liệu từ SofaScore. Tình huống ghi bàn trên chấm phạt đền là khoảnh khắc hiếm hoi cầu thủ này tạo ra sự chú ý. Anh nói thêm, dù rất khó khăn nhưng với quyết tâm của những người đàn ông, chúng tôi đã có thể trở lại trận đấu và giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.